Rồi lên xe đi anh. Mà tên gì Hữu Phú vậy đúng không? Đúng rồi. Rồi, B4 nha. Rồi, giường thứ 2 mét ra trái giường trên. Tính ngoài này vô giường thứ 2, giường trên. Rồi, chờ mày. Giờ bán chuyện vậy mà. Đầu xuống nhảy xuống tóc hành cái quên điện thoại, quên quần áo. Đâu phải không kêu đâu. Chuẩn bị chỗ nào mà xuống là người ta kêu trước 50 phút cho tỉnh táo. Để đồ đạc rồi không có quên, không sót. Nó không chịu dậy, nướng. Nướng ngủ đã xong tới chỗ cái xuống là cái ao xuống rồi quên. Cái hôm bữa mình chạy vô cái bụi bụi đó là cái đường gì ta? Hả? Hôm bữa anh bỏ khách, mình bỏ hai người vô cái đường gì đó anh? Gì? Hai người hai điểm vô cái đường nhỏ nhỏ đó. Nên dốc. Hỏi đem về tới rồi. Rất may mắn. Chở được.
chịu, mình chịu đi. À, mà đá đèn rồi nè. Đèn rồi. Anh em xe không biết cái gì. Mà thấy đồ vô dương nè. Do làm lệnh chưa đéo nó cũng làm khó làm dễ cho coi. Lệnh hai tan nó khó mình đi mình đâu. Như nghe tan luôn, lệnh mới. Làm vậy đó, chứ qua là nó kéo dài thời gian rồi, hiểu không? Dù kéo dài thời gian rồi. Mấy bữa 50 cà phê làm cho em nhanh đi à. Rồi. Nó cũng vẫn khí nhưng mà nó câu thời gian. Chợ Bà Chiểu mấy anh Tủ đi Hiếu ơi, nhanh tay để chân đi Hiếu ơi, cái chợ mà nhất mà tên May mấy gì đúng không? Dạ đúng rồi, em tên May. Rồi, A9. A9 là giường thứ 5. 1 2 3 4 5 tính vô. Đúng rồi, giường phía bên tay phải mình đi vô á. A9 là B9 anh. A9 là A9. Giường cuối cùng tầng dưới vậy, không có nhà vệ sinh. Tầng cuối. A9 bên tay phải mày nè, chứ bên tay trái đâu. Không có nhà vệ sinh. Không phải cuối cùng đâu. Tầng thứ 5 cuối tầng dưới. Thứ 5 việc nói xong rồi lên bực mới là cái cuối cùng. Hàng xanh. Nay kêu đua xe đạp gì anh à. Nay nghe thông tin là có đoàn đua xe đạp gì 7 chợ lên nó phong tỏ đường. Có Đà Lạt hả? Đoàn ô tô nó chạy lên và xuống để nó dò đường, cái đoạn dò đường mấy cái tội mô tô nó ta hậu tống đi đó, dẹp đường đó. Đèo brand như nó tỏ luôn rồi hay gì á, không tỏ là cái giờ của nó thôi, cái giờ nó đua lên thôi, còn hết giờ thì vẫn đi đường đường hoạt động bình thường. Năm nào nó cũng có xe đạp đua. Đi đường khác thì chắc. Cấm thì nó cấm ở dưới đây là mình biết chứ, còn nó không cấm thì nó không cấm, nó qua rào chứ.
kêu khách lên xe cho mình. Số gì vậy? Chưa gọi dép không? Dép nha. Mình đặt xe tên gì đây? Mình hiểu. Mình hiểu là A55 về thứ ba, hai bên. Ở chung luôn được không? Mất công hay không? Cảnh quá. Ngoài này dịch tính giường thứ ba, hai bên giường dưới nha. Ở đâu rồi chị ơi? Giường thứ ba, hai bên giường dưới, A55 á. Nãy giờ 5 phút được bao ra được Vinh tới đây. Tới đây gọi thì còn 2 phút. Ví dụ như mình sắp tới đó, mình gọi ra gì chết tới chưa. Hồi nãy em gọi từ bao ra được Vinh kìa. Tới chưa? Được 5 phút nữa tới. Trên nha. Tính ngoài này vô vị thứ ba, A6 đi. A6. Được cơ, vị trên thứ ba mấy ta phải. Đi vô. Rồi, thôi, yeah. Rồi. Hả? Tay phải của mình đi vô chị. A6. Ủa? A6 đâu? A6 sao ai làm lộn vậy? A6 vậy làm đi. Rồi rồi để xuống. Đây 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 đợi em tí. Tôi coi cái ông nào làm mà có cái này mấy mền qua lên cái giường khác luôn đi. Để cho ta lấy mền mới. Chú ý là nói của mình. Tại sao mình
đỏ thôi luôn. Xe trôi hả? Hết hồn thấy xe trước chạy tới đâu xe mình trôi.